chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Điện Biên kích cầu du lịch trong trạng thái bình thường mới. Hà Nội đảm bảo chế độ thưởng Tết cho người lao động. Ấm áp những lớp học mắc kẹt ở Hà Tĩnh. Đà Nẵng gia tăng trộm cắp tài sản mùa dịch. Thưa quý vị và các bạn, đã có tín hiệu tích cực khi báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng HSBC nhận định nền kinh tế Việt Nam đang có sự cải thiện tích cực. Theo Ngân hàng Thế giới, với sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 11, chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam đã vượt mức ghi nhận cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, Ngân hàng HSBC dự báo kinh tế Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP ở mức 6,8% vào năm 2022. Với động lực tăng trưởng chủ yếu của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào đầu tư FDI mạnh mẽ trở lại, tập trung nhiều vào lĩnh vực sản xuất. Năm 2021 là một năm ngành du lịch của tỉnh Điện Biên tiếp tục ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Theo đánh giá, trong năm, lượng khách đến Điện Biên mới chỉ đạt khoảng 345.000 lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch giảm 2,24% điểm so với năm 2020. Do vậy, để thích ứng an toàn linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch tỉnh đã có nhiều giải pháp để kích cầu, đẩy mạnh phát triển du lịch. Sau khi nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã mở cửa trở lại sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để kích cầu phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các chương trình chiến dịch xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch đến với Điện Biên. Thực hiện nghị quyết của Chính phủ thì hiện nay thì Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đã tham mưu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và vùng trong thời gian tới sẽ triển khai nhiều cái hoạt động để kích cầu cái hoạt động du lịch. Và trong tháng 12 này, trong cái khuôn khổ chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cũng sẽ tiếp tục có một cái chương trình khảo sát nữa của các doanh nghiệp miền Nam, đó là cái sản phẩm du lịch kết nối với 8 tỉnh Tây Bắc là bản hùng ca Tây Bắc. Trong đó thì có kết nối từ Hà Nội qua Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Để kích cầu phát triển du lịch, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh cũng tăng cường tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Điện Biên, vùng Tây Bắc, giúp kích cầu du lịch nội địa đến với vùng Tây Bắc sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhằm quảng bá sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc, đồng thời quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh Điện Biên. Từ đó có kế hoạch liên kết, kích cầu phát triển thị trường du lịch trong trạng thái bình thường mới. Riêng thì chúng tôi người miền Nam thì rất là khao khát được đến check-in với lại là tham quan điểm cực Tây của Tổ quốc. Về tiềm năng của Điện Biên Phủ với tôi đánh giá là một cái tiềm năng rất là lớn, mà mang đến một sự khát vọng du lịch khám phá vùng núi đồi và núi của vùng Việt Nam chúng ta. Trong thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, giải pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa kích cầu phát triển du lịch với nhiều hình thức đa dạng nhằm đưa hình ảnh du lịch Điện Biên đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Xây dựng các sản phẩm kích cầu và các sản phẩm du lịch nội tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thu hút du khách đến với Điện Biên. Thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã và đang nỗ lực đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sau khoảng thời gian dài tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều khu du lịch trên địa bàn huyện Lạc Dương đã mở cửa đón khách. Huyện Lạc Dương có gần 100 khu điểm hộ cá thể kinh doanh du lịch, trong đó có trên 30% số điểm tham quan khu du lịch trên địa bàn đã đón khách trở lại. Một trong những điều kiện thuận lợi của Lạc Dương khi khởi động lại các hoạt động du lịch dịch vụ là tỷ lệ tiêm chủng cho người trên 18 tuổi đạt gần 100%, và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chọn thị trấn Lạc Dương là một trong những địa phương để ưu tiên đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho việc phục hồi hoạt động ngành du lịch của tỉnh. Chính vì thế đã ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, nhân viên, người lao động, người dân trực tiếp và gián tiếp tham gia hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch. Chú trọng ứng dụng khai báo y tế và sổ sức khỏe điện tử, tạo điều kiện thuận lợi đối với khách nội tỉnh, trong nước và khách quốc tế.
Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên gặp rất nhiều khó khăn như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn chậm, quy mô sản xuất nhỏ do đất đai manh mún, chưa có tích tụ ruộng đất. Tuy vậy, bằng nhiều giải pháp sáng tạo và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Hưng Yên là tỉnh thứ ba toàn quốc được công nhận tỉnh nông thôn mới. Năm 2011, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân trên 1 hectare canh tác mới chỉ đạt 115 triệu đồng trên năm, bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng trên năm. Trung bình 145 xã của tỉnh đạt 6 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới một xã. Vì vậy, trong các giai đoạn, tỉnh Hưng Yên đã chủ động lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương, đồng thời hỗ trợ kinh phí và các cơ chế chính sách cho các địa phương thực hiện như giao mỗi xã 3 hectare đất để đấu giá và xử lý đất xôi dư bổ sung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các thôn xã khó khăn xây dựng nhà văn hóa, trường học, đường giao thông, tập trung cải tạo cảnh quan môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên hoàn thành và được công nhận là tỉnh nông thôn mới, là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu năm 2025 có 1 huyện đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều người lao động lo rằng chủ sử dụng lao động không chi trả thưởng bằng tiền mặt mà có thể trả bằng hiện vật và các tài sản khác có giá trị như tiền. Ghi nhận của phóng viên truyền hình. Anh Nguyễn Văn Hoài làm việc tại một xưởng sản xuất chuyên làm quạt công nghiệp, hiểu rõ dịch Covid-19 xảy ra đã gây khó khăn như thế nào đối với sản xuất của công ty. Tuy nhiên nếu công ty thưởng bằng quạt công nghiệp, chắc chắn nhiều người sẽ tâm tư. Tôi là một người lao động và cũng như mọi người lao động khác thì mọi người là muốn là cái thưởng Tết nó sẽ được thưởng bằng giá trị bằng tiền thì nó sẽ hữu ích hơn. Vì một số những cái sản phẩm có thể là của doanh nghiệp đó tặng cho cá nhân người lao động, người ta sẽ không vào cái mục đích sử dụng của người lao động. Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng thay vì tiền thưởng như bộ luật cũ. Theo đó, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Do đó, để đảm bảo chế độ thưởng Tết cho người lao động, quy chế thưởng phải được người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động. Mà vấn đề ở đây là anh có thể thưởng bằng tiền là chính xác nhất. Không có tiền anh thưởng bằng hiện vật thì phải có sự thỏa thuận giữa chủ sử dụng lao động và người lao động. Nhưng cái quan trọng là cái giá trị hiện vật đó nó phải bằng hoặc cao hơn giá trị tiền thưởng. Tiền thưởng là để khích lệ người lao động gắn bó với doanh nghiệp, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Và nếu doanh nghiệp làm không tốt thì chính là lợi bất cập hại. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang cần giữ chân người lao động, chế độ đãi ngộ tốt chắc chắn sẽ là động lực để người lao động làm việc. Do đó, việc xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết, đảm bảo chế độ thưởng Tết cho người lao động sẽ giúp người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tạo ra động lực phát triển cho nền kinh tế của đất nước. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã tuyên bố biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn biến thể Delta và đang gây bệnh cho những người đã tiêm vaccine hoặc đã hồi phục sau khi mắc COVID-19. Trước đó, ngày 26 tháng 11, WHO đã đưa Omicron vào danh sách các biến thể đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, hiện cơ chế lây lan cũng như mức độ nghiêm trọng của các ca nhiễm biến thể này vẫn chưa được xác định rõ. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã triển khai 15 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 99,4%, được xem là cán đích đầu tiên trong các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 cho người dân và hiện đạt được trên 80,1%. Hệ thống tiêm chủng mở rộng của Đắk Nông có 71 điểm tiêm tại trạm y tế và các điểm tiêm lưu động. Căn cứ vào tình hình phân bổ vaccine của Bộ Y tế thì chậm nhất đến cuối tháng 12 này, tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thành việc bao phủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân từ 12 tuổi trở lên. Mới đây, Cục Quản lý Chất lượng
Bộ Giáo dục Đào tạo công bố danh sách các cơ sở giáo dục, trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trong đó có 164 cơ sở giáo dục đại học và 10 trường cao đẳng sư phạm đạt tiêu chuẩn trong nước, 7 trường đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước ngoài. Cụ thể là các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang có 4 lớp học đặc biệt ở cấp trung học cơ sở được mở ra. Những lớp học được gọi với cái tên khá dí dỏm nhưng cũng rất sát tình hình, đó là lớp mắc kẹt. Cho đến thời điểm hiện tại, ở Hương Khê vẫn còn 76 em học sinh trung học cơ sở bị mắc kẹt tại miền Nam chưa thể trở về. Với quan điểm không để học sinh nào bị bỏ rơi trong mùa dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê đã quyết định mở 4 lớp học trực tuyến cho 4 khối, gồm khối 6, khối 7, khối 8 và khối 9, để giúp tất cả học sinh đang mắc kẹt được học. Theo đó, phòng giao cho 3 trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức dạy trực tuyến cho các em. Các lớp học cho những học sinh vốn rất xa lạ với nhau đã được kết nối chung dưới nhóm Zalo với những cái tên thật dễ nhớ. Học sinh lớp 6, học sinh lớp 7, học sinh lớp 8, học sinh lớp 9 mắc kẹt. Những lớp học đặc biệt này cũng có hẳn một thời khóa biểu riêng. Đối với học sinh khối 6, trong năm học này, các em học theo chương trình sách giáo khoa phổ thông mới, nên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê giao cho Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An phụ trách, đồng thời lựa chọn giáo viên giỏi có kinh nghiệm để truyền thụ kiến thức cho các em. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã cử những đồng chí giáo viên cốt cán, những đồng chí tâm huyết của ngành, của trường để thực hiện cái việc dạy học sinh mắc kẹt này, hỗ trợ thêm cái phần mềm dạy học để cho giáo viên được dạy tốt và kết quả là sau những em mà đã thời gian được học cái trực tuyến này thì các em trở lại địa phương sau khi hết cách đi và phòng dịch thì các em đã trở lại và cũng đã thực hiện dạy học học bình thường trong lớp. Mỗi ngày qua đi, lớp học thưa vắng dần, nhưng thời gian lên lớp của các thầy cô giáo vẫn không thay đổi. Hiếm có lớp học nào mà cô trò đều vui khi mỗi ngày số học sinh trong lớp lại giảm đi với những lời nhắn thật dễ thương. Em hết cách ly rồi cô ạ. Chào cô, em trở về trường. Dạy tiếp đến buổi thứ ba thứ tư có một số con đã về nhà thì có con đã hỏi cũng như thế này rồi, nếu như một mình con đang học thì cô dạy con không, thì cô bảo rằng là con yên tâm, nếu một mình con thì cô vẫn tiếp tục dạy, và kể cả khi con về nhà rồi học ở trường, nếu cả con mà hỏng kiến thức học chưa kịp thì cả con yêu cầu thì cô vẫn dạy cho cả con. Hiện tại học sinh của 4 lớp học đặc thù này số lượng đang giảm dần, nhưng những tiết dạy của thầy cô thì vẫn được duy trì đều đặn, không để bất cứ em nào bị hẫng hụt kiến thức. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, các địa phương trong việc triển khai đồng bộ các chương trình dự án, tăng cường lồng ghép nguồn lực và thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hòa Bình đã giảm xuống còn 6,3%, vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy đã triển khai kịp thời và hiệu quả, giúp các hộ nghèo của xã có điều kiện phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình kinh tế. Nhờ đó, đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Phú Lai giảm xuống còn 2,9%. Đối với xã Phú Lai thì là nông nghiệp vẫn là chiếm tỷ lệ cao, và con nhân dân chủ yếu là hai mùa vụ, lúa với lại làm màu, lại kết hợp với chăn nuôi. Không phải nói là người dân người ta rất tích cực, phải lao động sản xuất. Đấy, qua đó là cũng nâng cao đời sống cho bà con nhân dân nên là giảm bớt được cái tỷ lệ hộ nghèo. Các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được gắn với phong trào thi đua cả nước vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, thông qua các nguồn vốn với tổng số tiền trên 882 tỷ đồng, tỉnh Hòa Bình đã tập trung triển khai nhiều chính sách ưu đãi về tín dụng, y tế, giáo dục, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.
qua đó phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, lồng ghép các chương trình dự án để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 6,3%, vượt kế hoạch đề ra năm 2021. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 28 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ từ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Cụ thể, về dịch vụ sử dụng đường bộ áp dụng đối với phương tiện tham gia giao thông qua trạm, bao gồm vé lượt, vé tháng và vé quý. Đối với hình thức thu phí điện tử không dừng, vé dịch vụ sử dụng đường bộ được phát hành dưới dạng chứng từ điện tử. Vé đường bộ toàn quốc áp dụng riêng đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định của Bộ Tài chính. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của nhà đầu tư, doanh nghiệp, dự án, đơn vị thu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Việc thực hiện lắp camera giám sát trên các phương tiện xe khách từ 9 chỗ trở lên, xe container, đầu kéo đã được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu từ mùng 1 tháng 7 năm 2021 và cũng đã được gia hạn thêm thời gian thực hiện. Tuy nhiên, sau 5 lần, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra yêu cầu đốc thúc tiến độ lắp đặt. Đến nay, tại nhiều địa phương, tỷ lệ xe lắp camera giám sát vẫn còn rất thấp. Sau 31 tháng 12 năm 2021, xe kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát sẽ bị phạt nặng và không được đăng kiểm theo quy định của Nghị định số 100. Theo quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, các xe kinh doanh vận tải không lắp camera sẽ bị xử phạt và chặn đăng kiểm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt những tác động xấu của dịch bệnh cùng hàng loạt đơn kiến nghị từ các hiệp hội vận tải trên cả nước, hạn chót đã được gia hạn thêm 6 tháng để các doanh nghiệp có khả năng chi trả cho khoản đầu tư này. Để mạnh tay xử lý những trường hợp cố tình né không chịu lắp camera giám sát, cơ quan chức năng đã quyết định chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc từ chối cấp đăng kiểm nếu phương tiện không lắp đặt camera theo quy định bắt đầu từ đầu năm 2022. Do đó, những xe kinh doanh vận tải sẽ buộc phải thực hiện, khó có thể có một động thái nhân nhượng đến từ Bộ Giao thông Vận tải như những lần trước đây. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, sẽ có thêm một công đoạn là kiểm tra cái camera giám sát đối với các phương tiện là xe khách trên 9 chỗ, kinh doanh vận tải và xe container, xe đầu kéo có kinh doanh vận tải hàng hóa. Và nếu mà đối với các phương tiện mà chưa lắp thì chúng tôi sẽ từ chối đăng kiểm. Tính đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có hơn 42.000 trong tổng số hơn 200.000 phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera, đạt tỷ lệ hơn 20%. Tại Hà Nội, tính đến thời điểm này mới có gần 11.000 xe trên 34.151 xe đã lắp camera, đạt tỷ lệ gần 30%. Tại thành phố Hồ Chí Minh có trên 2.183 trên 51.879 xe kinh doanh vận tải lắp camera, quá thấp so với mục tiêu ban đầu. Trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tại Đà Nẵng một số loại tội phạm đặc biệt là nạn trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng. Điều này tác động trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng. Từ đầu tháng 12, nhiều người dân ở quận Cẩm Lệ trình báo bị mất trộm do cậy cốp xe tại các chợ. Lực lượng công an đã tiến hành theo dõi và bắt được thủ phạm vào tối ngày 7 tháng 12. Trước đó, công an quận Cẩm Lệ cũng đã truy xét và bắt giữ đối tượng Tang Nhật Sung ở tỉnh Quảng Nam là thủ phạm thực hiện nhiều vụ phá khóa và trộm cắp tài sản trong trường học. Lợi dụng dịch bệnh, nhiều nơi đóng cửa, không có người trông coi, lại cận kề Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp tài sản trở nên manh động hơn. Lực lượng công an các địa phương, đặc biệt là tổ tuần tra 8394, đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm. Không phải dịch đợt này mà đợt trước thế. Đó, và thứ nhất là đảm bảo an ninh trật tự. Thì nói chung là công an là đi kiểm tra thường xuyên. Đó, nên là dân ở đây yên tâm. Ra quân tấn ngầm tấn ấp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát khu vực, tổ phòng chống tội phạm tập trung kiểm danh kiểm diện, hoạt răng đa giáo dục các loại đối tượng hình sự ma túy phản động và tội phạm lợi dụng lễ tái hội hoạt động rất là phức tạp. Ngoài ra chúng tôi tổ chức tuyên truyền phát động phong trào hai phòng hai quản ở địa phương. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, thông tin ngay khi có những dấu hiệu đáng ngờ, chủ động bảo vệ tài sản trong thời điểm cận Tết này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.